Hello, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì Asus là một cái thương hiệu lớn trong làng laptop gaming và sự nổi tiếng của họ thì xứng đáng được tôn trọng vì những cái mẫu laptop đến từ Asus thì luôn được đánh giá cao, cùng với việc phủ rộng sang nhiều cái phân khúc giá khác nhau thì đã giúp cho những người dùng có thể sở hữu được rất nhiều những mẫu laptop Asus mà không phải chi nhiều hơn như một số thương hiệu khác. Với các dòng sản phẩm trong tầm giá trung cấp thì mẫu ROG GL753 có thể coi là một chiếc laptop mang đến nhiều điểm nhấn về thiết kế, sức mạnh và đặc biệt là giá trị sử dụng đi kèm đều được đánh giá tốt. Và tốt đến mức nào thì hãy cùng với mình tìm ra câu trả lời sát nhất thông qua những cái nhìn chi tiết ngay sau đây nhé. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bạn đã có thể thấy được là sự xuất hiện của chiếc laptop này với kích thước tiêu chuẩn của laptop 17 inch rất lớn và kết hợp với các đường nét thực sự rất mạnh mẽ. Với đặc trưng là một sản phẩm gaming và thuộc thương hiệu ROG danh tiếng thì hiển nhiên chiếc Asus GL753 này sẽ mang đến một lối thiết kế đậm chất cộng hòa game thủ với thiết kế rất là hầm hố, góc cạnh cùng với các đường nét bất đối xứng là những điểm nhấn chính khi mà bạn nhìn từ đầu đến cuối về sản phẩm này. Và đắp máy thì nổi bật với hai đường gân chéo lớn đối xứng nhau qua logo ROG được tô điểm bởi nền đèn đỏ đậm chất gaming cùng với dòng chữ Republic of Gamers rất nổi bật ở cuối nắp máy. Khác với nhiều dòng laptop gaming khác vốn cố gắng làm nổi bật phần đuôi máy thì chiếc Acer ROG GL753 lại tỏ ra là khá hiền khi mà gần như tương đồng với những mẫu laptop thông dụng với kiểu đít tròn và không hề có gì nổi bật. Có lẽ thì Acer đã đành đặt ân này cho phần đáy máy bởi công ty đã trang trí thêm kha khá các họa tiết chìm đậm chất gaming ở đây, dù nếu không nhìn kỹ thì bạn thậm chí là có thể là không nhận ra sự tồn tại của chúng. Và khi mở nắp máy ra thì chiếc GL753 tạo ấn tượng bởi cái màn hình lớn 17,3 inch cùng với bàn phím đèn nền RGB tự động nổi màu theo thời gian thay vì là cố định ở một cái màu đỏ hoặc là màu trắng quen thuộc, cùng với các cái hoa văn bất đối xứng trên nền phay xước khá là ấn tượng. Và có thể đối với một số bạn ấy thì cái việc bàn phím cứ tự do nhảy đèn liên tục như vậy sẽ gây khó chịu mỏi mắt. Tuy nhiên thì Asus đã cung cấp thêm tùy chọn tắt đèn nền hoặc là đổi màu chỉ với vài cái thao tác khá đơn giản. Còn về chất lượng bàn phím thì chiếc GL753 có một màn thể hiện tương đối ổn với bàn phím có kích thước lớn vừa tay, nhưng phần phím số có kích thước nhỏ hơn nên sẽ hơi tù đối với những bạn vẫn còn sử dụng cụm bàn phím này để chơi game FPS. Các phím có độ nảy khá tốt cho tốc độ đọc gõ ở mức khá và dĩ nhiên là các phím WASD thì đã được bo viền trắng khác hẳn với các nút còn lại để giúp đem đến cái cảm giác gaming chuyên nghiệp. Nút nguồn cũng được bố trí ở góc bên phải và là một phần trong bàn phím. Tuy nhiên là bạn sẽ không dễ để ấn nhầm bởi nó được trang bị cái đèn nền cố định khá chói mắt và đủ để nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng. Tương tự thì phần touchpad của máy cũng có chất lượng khá tốt với diện tích trải nghiệm vừa phải, không quá lớn, cũng không quá nhỏ và hỗ trợ nhiều thao tác đa điểm của hệ điều hành Windows 10. Tiếp đến thì về các cái giải pháp kết nối trên thiết kế thì với tư cách là một mẫu laptop 17 inch và nếu muốn thì bạn cũng có thể sử dụng chiếc máy này như một phương tiện thay thế máy bàn chuyên dụng. Với chiếc Asus GL753 thì mang đến kha khá tùy chọn kết nối thông dụng như là cổng Ethernet, cổng HDMI, cổng DisplayPort, cổng USB, USB Type-C và thậm chí là cả ổ đĩa quang truyền thống cũng có mặt trên chiếc laptop này. Và đối với một cái mẫu laptop thay thế máy bàn thì màn hình sẽ là một tiêu chí khá quan trọng và khá đáng khen. Là về khoản này thì chiếc GL753 đã có một màn thể hiện khá tốt. Màn hình của máy có độ phân giải Full HD với kích thước là 17,3 inch và có lớp phủ chống lóa. Độ phủ màu sắc của màn hình này là vào khoảng 95% tiêu chuẩn sRGB và 74% tiêu chuẩn Adobe RGB và 72% tiêu chuẩn NTSC, đủ tốt để mang đến cái chất lượng hiển thị khá sống động. Màu sắc tốt và phù hợp với nhiều mục đích như là phim ảnh hay đặc biệt là gaming. Dĩ nhiên thì là với cái mức giá tầm trung thì bạn sẽ khó có thể đòi hỏi một màn hình 120Hz hay là hỗ trợ công nghệ đồng bộ hình ảnh được. Còn về sức mạnh phần cứng thì đây sẽ là một điểm cần cân nhắc trên chiếc GL753 khi mà nó được trang bị cấu hình thuộc hàng tốt với con chip Core i7-7700HQ4 với xung nhịp cấp nhất là 3.8GHz, RAM 16GB, card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, ổ cứng kép SSD 256GB kết hợp với HDD 1TB mang đến cái khả năng xử lý đa nhiệm khá tuyệt, xử lý mượt mà hầu hết tất cả các tác vụ hàng ngày với độ trễ gần như là không có. Bên cạnh đó thì với cái card đồ họa GTX 1050 Ti thì cũng có một màn thể hiện tương đối tốt trong cái khả năng chơi game khi mà hầu hết các cái lựa chọn game hiện nay đều có thể chiến tốt ở mức thiết lập đồ họa từ trung bình cho đến cao. Hay đặc biệt là các cái tựa game esports thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm đẩy cái mức đồ họa lên cao nhất mà vẫn có thể hoạt động mượt mà. Trong cái thời gian chơi game hoặc là
cho test lâu dài thì khá thú vị khi mà cái chiếc laptop này vẫn có được một cái nhiệt độ mát mẻ và dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên. Và kể cả bạn có bắt máy phải chạy full load trong cái thời gian dài thì chiếc laptop này cũng không nóng lên quá đáng kể đến mức khó chịu. Điều này thì có được là nhờ cái thiết kế tản nhiệt của máy rất tốt với các buồng lớn, quạt to cùng với bộ phần mềm Gaming Center được cài sẵn trong máy cho phép thiết lập nhiều profile khác nhau, tối ưu riêng cho nhiều việc. Thế nên là giúp thiết bị hoàn toàn đủ khả năng làm việc, cày ải lâu dài mà vẫn đảm bảo được nhiệt độ ở mức tốt. Tiếp theo thì cũng phải xét đến cái thời lượng pin. Đây có lẽ là một cái điểm không phải là điểm mạnh của chiếc Acer GL753. Dù được trang bị quả pin khá lớn thì chiếc laptop này cũng chỉ chủ được trong khoảng 3 tiếng đồng hồ với cái điều kiện làm việc tiêu chuẩn. Và nếu như bạn muốn chơi game ý, thì tốt hơn là nên cắm sạc nếu mà không muốn đứt cánh giữa đường. Nhưng điều này là hiển nhiên với những chiếc laptop được thiết kế để thay thế máy bàn như này và không thể coi là cái điểm yếu của máy được. Mà thực tế thì cũng không ít ai muốn vác cả cái chiếc laptop với 3kg đi cả ngày được đúng không? Nhìn chung, nói tóm lại thì với chiếc Acer GL753 thì vẫn xứng đáng là một mẫu laptop rất đáng mua trong phân khúc máy tính xách tay thay thế máy bàn tầm trung. Với lợi thế về kích thước khi so với PC nhá, thì sức mạnh xử lý đáng nể và nhiều điểm nổi bật cùng với thiết kế về giá trị sử dụng tốt trong thời gian lâu dài thì tất cả đều hội tụ ở trong mẫu laptop này. Còn bạn đánh giá sao về chiếc laptop ROG đến từ Acer GL753 này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Và cảm ơn Ngọc Nguyễn Laptop đã hỗ trợ cho X-Studio có được cái trải nghiệm đến từ chiếc laptop này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!